Alo, xin chào hết tất cả. Chào một ngày mới, ngày 15 tháng 7 năm 24. Với tựa đề hôm nay đó là lịch sử nước Mỹ trước ngày bầu cử. Chương trình hôm nay của chúng ta đó là không nói những cái vụ linh tinh, mà chúng ta đặt trọng tâm vào cái sự biến cố ngày qua ngày kia tại trên nước Mỹ và tiểu bang Pennsylvania, cái gì tiểu bang, đợi mình một tí. Tại tiểu bang này bạn, tại tiểu bang cái hình màu tím này nè, của nước Mỹ nè, Pennsylvania gì đó, đó tiểu bang này nè, này nó nằm ở đây, các bạn biết là tiểu bang này, đây là tiểu bang này. Ông có một cái cuộc vận động ngay tại chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta hãy đi sơ, đây là toàn nước Mỹ. Đây là toàn nước Mỹ. Thì cái tiểu bang nó nằm ở ngay màu tím, ngay cái màu tím chỗ này. Cái tiểu bang ông đang ấy vận động bầu cử, để mình nói thêm về cái vấn đề cái tiểu bang này. Tiểu bang này nó thắng thua hay không là cái tiểu bang này. Nó dao động khủng khiếp đến mà giờ chót luôn. Đến mà giờ chót mà kỳ bầu cử trước á, trong vòng có 2 tiếng đồng hồ thôi là cái chỉ số nó đạt đỉnh cao liền, không bức chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thôi là một cái sự mà nó vượt bậc khủng khiếp, đã đưa đến cho tổng thống Biden hiện tại là đang nắm quyền còn mấy tháng nữa, đó là chiến thắng khủng khiếp vô cùng. Thì bữa vừa qua ngày kia gì đó là ông đang vận động ngay cái tại cái tiểu bang này, thì nó xảy ra một cái sự cố, một cái sự cố. Bây giờ mình sẽ cho cái vị xem là một cái số cố này, thì theo cái truyền thông này, một cái sự cố phải nói khủng khiếp. Trước tiên mình cho các bạn xem sơ qua những cái hình ảnh này, chắc cũng bạn cũng đã xem lại đi, các bạn xem lại cái gì nè. Một cái hình ảnh khủng khiếp. Một cái hình ảnh khủng khiếp. Xin lỗi, bây giờ mình phải ra lại đàng hoàng đấy đó. Nó không chịu chạy.
Rồi bây giờ chúng ta đây, ổng ra đây, ổng đang đứng một đồng cái bắt đầu là động một viên đạn coi như đã bay qua cái màn tang và trúng cái lỗ tai của ổng, và ổng đang núp xuống. Thì ngay cái phút này đây thì những cái cận vệ coi như là đã đến coi như là hỗ trợ ổng và che chở ổng. À, trong lúc đang che chở ổng thì coi như là thì ổng đã đứng lên và giơ tay lên, giơ tay lên mà đó, và dìu ông ta ra khỏi cái đám đông. Mà trước khi rời khỏi cái đám đông đó là coi như là ông đưa ngón tay lên và đó, coi như là đưa nắm đấm lên là biểu thị coi như là phải mạnh mẽ hơn, ý là chúng ta phải mạnh mẽ hơn một tí xíu. Dạ. Và chúng ta xem một cái hình ảnh nữa. Một cái hình ảnh này, đây là ông Trump đã vẫn còn sống và đưa nắm đấm lên cao và ông sẽ tiếp tục chiến đấu. Rồi. Và chúng ta sẽ nhìn thêm một cái hình ảnh nữa. Trong đây có 3 điểm. À, điểm màu đỏ và điểm màu xanh. Điểm màu đỏ đó, đỏ đậm á, điểm màu đỏ đậm á, là cái điểm mà sát thủ đã dùng súng bắn. Còn cái điểm màu đỏ lợt á, là cái điểm ông Trump đang vận động, đang nói chuyện. Còn mà cái điểm xanh á, từ cái điểm xanh á, là có một cái tay súng bảo vệ ông Trump đập sát hại điểm đỏ này nè. Đó, từ đây bắn qua đây, khi bên đây bắn ông Trump thì bên đây bắt đầu bắn tới. À, thì sát thủ đã ngã gục, đã ngã gục tại chỗ và đã mất mạng. Rồi, qua 3 cái hình ảnh đó và cuộn phim ngắn 1-2 giây đó, cho chúng ta biết điều gì? Cho chúng ta biết đó là lịch sử của nước Mỹ trước cái khi vận động bầu cử nó thường xảy ra như thế. Sau khi mình đưa bản đồ rồi, cái tiểu bang đó là cái tiểu bang chính địa, thắng thua của tổng thống là ngay cái tiểu bang đó. Và chúng ta, việc xảy ra ngày hôm qua hôm kia đó, đó là mình nghĩ đây là cũng có một sự âm mưu. Nhưng mà không thành. Bây giờ chúng ta trước tiên sẽ chia ra làm 3 mục. Mục thứ nhất, chúng ta để đi về lịch sử của ông của nước Mỹ. Nước Mỹ là một cái nước là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. À, chúng ta phải nghe đi. Là một hộp Trung Quốc Hoa Kỳ.
Mình đã đưa phim rồi, bây giờ chúng ta nói tiếp Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là nó như thế nào. Thì là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này nó là một nước cộng hòa dân chủ. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này là một nước cộng hòa dân chủ, nó nằm thuộc về Bắc Mỹ và do các tiểu bang ra tiểu bang đó nó gộp lại với nhau. Các tiểu bang đó nó gộp lại tiểu bang thành một ra một cái bản đồ đó. Gặp lại là thứ nhất, thì lịch sử của cường quốc hàng đầu thế giới này bắt đầu từ thế kỷ 17. Với những cuộc thuộc địa đầu tiên là người Anh quốc đến bờ biển phía đông. Tổng thống hiện tại bây giờ là ông Biden, là tổng thống 46 của đảng Dân Chủ. Và tổng thống thứ hai nữa là không biết vào ngày 5 tháng 11 sắp đến. Qua những cái tình tiết mình chia sẻ đó thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái cơ bản nè, về vấn đề xã hội nè, về vấn đề kinh tế nè, về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ. Từ đây chúng ta phải tìm ra. Mà thì từ đó đó nó mới xảy ra nhiều cái vụ án ám sát chính trị lịch sử ở nước Mỹ. Và chúng ta đã biết hôm qua hôm kia là ám sát cựu tổng thống Donald Trump. Nó đã xảy ra và mấy đời tổng thống đó. Bây giờ chúng ta nên đi ngược về thời gian quá khứ một tí xíu. Thì trước khi đi ngược á, thì chúng ta đi ngược thời gian trước một tí xíu và chúng ta sẽ cho bạn xem một cái hình ảnh thời gian trước á. Nó rất nhiều vụ ám sát bạn, nhưng mà năm 33 1933 đó là tổng thống Roosevelt và Truman năm 50 năm 1950 năm 3 33 50 1950 là Truman, và tới 1975 là Ford, và tới 1981 là Reagan, và tới năm 2005 là Bush, tổng thống Bush, và tới 2024 là tổng thống Trump. Đây là mình đưa cái là danh sách cho các bạn xem. Đây là những cái danh sách mà ám sát hụt. Đây là những danh sách ám sát được mình đưa lên thêm nữa những. Và tiếp tục những cái người này.
Đó. Đây là những gì ám sát Hụt trong thời gian vừa qua. Và đến ngày hôm qua thì là khoảng 14, 10, 13, 13, 14 là năm 2024, tháng 7 năm 2000 là Hụt, ám sát Hụt. Thì có những cái ám sát, cái này là ám sát Hụt á, còn sống sót còn có một ví dụ là ám sát đã thành công trước đây năm 1900, đây cái hình ảnh này đây à, bạn có nhìn thấy biết những hình ảnh đó là tổng thống Kennedy. Rồi chúng ta đi lại thêm xem một cái cuộn phim, mà cuộn phim tổng thống này à. Đây, bạn sơ qua biết hình ảnh này không? À, đó. Bạn có tưởng tượng ra chưa? Đây là Tổng thống Kennedy đấy. Ông đã tới thăm Berlin và năm 1000. Trong đây nó có nhiều cái cuộn phim này á, mình sẽ chia sẻ cái ông tổng thống đã bị ám sát tại Mỹ mà đến bây giờ là ông đó là Kennedy, mà tới bây giờ cái hồ sơ nó vẫn chìm trong bóng tối, nó từ gần 60 năm nay rồi, khoảng 60 năm, 60 mấy năm, cái thời đó mình chưa sinh ra nữa, có khoảng khoảng đó, thời đó mình khoảng đó là mình đã sinh ra à, 60 mấy năm mà hồ sơ tới bây giờ vẫn chưa ra. Thì ông này cũng đã bị ám sát, còn cái kỳ trước với ông ta đã bị ám sát rồi à. Thì trước những cái thời ám sát này á, thì mới nãy mình cũng đưa ra một cái danh sách mà đều ám sát đều Hụt cả, đó là những tổng thống năm 1930 rồi. Trong đây trong đây là Sherovel năm 1933, mình nhắc lại nè, năm 1933 à. Rồi Schuman năm 1950 à. Và tổng thống Ford năm 1975. Và tổng thống Reagan năm 1981 và tổng thống Bush là 2005 ha. Và tới bây giờ là tổng thống Trump, cựu tổng thống Trump 2024. Thì nước Mỹ này nó có một cái lịch trình. Reagan hình như cũng bị ám sát ha. Ông ta cũng bị ám sát Reagan năm 1981. Ông đang ngồi ở trong có phải là ông đó hồi trước đó nữa không? Trước đó thì cũng là hình như là cũng có một cái ông tổng thống là
mình không có. Bây giờ nó còn một cái hình ảnh tại Washington, cái hình ảnh nó còn tới bây giờ, cái tượng ông nó còn đó. Đây là cái hình ảnh phim nó còn ghi lại, còn những cái một cái ông tổng thống mà bị bắn vài sao, ông ta đã chống lại cái địa chủ tá điền là không bắt những cái người da đen đó làm nô lệ, và từ đó các điền chủ mới lập mưu để giết ông ta. À, đó. Thì sau đó thì là tới đời này tổng thống này thì là tổng thống Kennedy. À, tổng thống Kennedy thì cũng bị ám sát. À, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trong thời kỳ chiến tranh chắc cũng chiến tranh lạnh. Đấy. Rồi, đó là lịch sử, mình nói đây là lịch sử của nước Mỹ trước cái mùa bầu cử. Thường là nó xảy ra chuyện khi mà luật pháp không thi hành được nữa thì bắt đầu là sẽ có những sát thủ rình rập và sát hại tổng thống. Đó là lịch sử mà. Bây giờ chúng ta nói hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ hôm nay là với vấn đề ông Trump xảy ra. Thì mới nãy mình chia sẻ là cái vụ ám sát của Kennedy năm 1963 rồi. À, thời kỳ đó là thời kỳ cũng chiến tranh lạnh, khi không bang giao nữa, hai bên giữa Liên Xô và Mỹ không bang giao nữa thì là bắt đầu bức tường Berlin. Bức tường này, Berlin này nè, là bắt đầu ngăn đôi đất nước Mỹ, ngăn đôi nước Đức. Đức từ đây bắt đầu là từ ông này thăm rồi á, bắt đầu là ngăn đôi nước Đức qua một bên. Đây, bạn ấy nhìn trên bản đồ á, đó là màu đen á, cái ranh giới từ màu đen kéo đêm màu đen là chia đôi ra, Liên Xô chiếm tới cái khu vực đó của nước Đức. À, cái màu đen đó đó là bắt đầu làm một cái dàn ranh giới giữa Tây Đức và Đông Đức. Và nó bị sụp 1990. À, 1990 là đã sụp. Đó là một lịch sử. Thì chúng ta quay lại cái vấn đề mà ông Kennedy đã bị sát hại mà tới giờ này coi như là chưa có một manh mối gì ha, chưa có một manh mối gì. À, khủng khiếp. Đó là cái lịch sử của nước Mỹ mà chúng ta phải chấp nhận nếu đi đến Mỹ. Nếu anh muốn làm tổng thống Mỹ thì anh phải chấp nhận cái điều này. Nó có một cái lịch sử kêu là culture của nước Mỹ các bạn, kêu là culture. Thì qua cái bộ phim mà mình cho các bạn xem sơ đó là sao, bộ phim này á là tổng thống Mỹ Kennedy đó tới thăm Berlin và đất nước Đức bắt đầu sẽ chia đôi và bắt đầu chiến tranh lạnh từ đó. Rồi sau khi mà chia đôi vậy vậy á thì là bên Nga cắt hết
cắt hết vấn đề nguồn viện trợ nè, từ xăng dầu thực phẩm ha, xăng dầu thực phẩm. Mà đến nỗi bạn xem cái bộ phim lại, nó cắt toàn bộ hết, Belenso nó cắt toàn bộ hết, thì Mỹ bắt đầu vận chuyển lương thực bằng máy bay, nói chung là vận chuyển lương thực bằng máy bay. Cho các bạn xem sơ lại nè. À, người dân Đức rất là vui mừng, đó, đó, giơ cao giơ tay ủng hộ. Đó. Thấy chưa? Người dân Đức bắt đầu rất là vui mừng, và ông tuyên bố, ông ra thông cáo với lại bên bên cộng sản là ông là người công dân của Berlin và sẽ hỗ trợ Berlin. Và sau cái thời kỳ đó, Đức bắt đầu là cắt đứt bên ông Đức, cắt bên kia cắt đứt toàn bộ hết. À, cả điện đuốc là cắt đứt hết, và nhìn thấy không, thức ăn được không có nữa. Và lúc này Mỹ bắt đầu viện trợ bằng máy bay, lương thực thực phẩm chở tới hàng loạt. Có một cái kịch sử đó, đó là cái Sukula. À, các bạn nhìn thấy đó, toàn là máy bay của Mỹ chở đồ đạc tới viện trợ. Những cái chiếc máy bay này nè, chở hàng cứu trợ và xả cái bịch mà từ trên xuống dưới á, là cái bịch kẹo sô-cô-la để thả xuống cho mấy trẻ em bên Đông Đức, bên Tây Đức. Thì ông ta đã mất 563. Đó là tới bây giờ thì chúng ta không biết tin tức. Đó là lịch sử nước Mỹ, và mình chia cái phim này ra là ông này cũng bị ám sát. Rồi bây giờ tới ông là Trump, mà nhiều khi có một cái mâu thuẫn nào đó mà không giải quyết được thì bắt đầu nó xảy ra cái vụ ám sát này. Đó là những cái lịch sử mà mình chia sẻ đó. Rồi cái lịch sử đó mình chia sẻ, lý do mình đặt sơ một cái câu hỏi này, tại vì biết sao, bạn biết sao, qua cái tình tiết vừa rồi mà kiện cáo vừa rồi đó, là không thành công của đảng Dân Chủ. Và từ đó bắt đầu mới nghĩ ra cái chuyện này, có thể là như vậy và có thể là không, thấy không? Đây là chúng ta phải, bởi vì mình mới nói rồi, bầu cử của Mỹ phải chờ đến giờ phút 90 kết thúc trận đấu thì mới biết được là ai thắng ai thua. Còn bây giờ trong cái giờ phút này chúng ta cũng không biết được cái chuyện gì nó xảy ra. 9 ngày hôm qua sau cái vụ mà khoán viết rồi thì không thành công rồi, về vấn đề pháp luật không thành công rồi, thì bắt đầu là tới cái chuyện này, mà chúng ta sẽ còn những, nghe, có thể là nghe những cái tin dài dài về sau, có thể là như vậy, mình nghĩ là như vậy. Đó là một phần mình chia sẻ, mình biết được bao nhiêu, mình chia sẻ sơ về vấn đề lịch sử Mỹ là như vậy, hiểu không? Và bây giờ chúng ta bước qua một cái giai đoạn khác, cái giai đoạn là sát thủ. Mới nãy có ba cái đường ranh giới,
Mới nãy mình cũng chia sẻ, bây giờ mình chia sẻ sơ lại cho các bạn xem. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái sát thủ. Đấy. Điểm đỏ bắn qua điểm vàng, rồi từ điểm xanh bắn qua điểm đỏ, cách đó khoảng 130 m, 37 m thôi bạn. Bây giờ mình chia sẻ cho các bạn xem kỹ sơ. Từ điểm đỏ đậm bắn qua cái điểm vàng, ông Trump đang vận động. Rồi sau đó từ cái điểm xanh đó đó bắn thẳng qua cái điểm đỏ và người sát thủ đã gục ngã. Đây là bây giờ mình chia sẻ thêm chiếc là hình ảnh của anh sát thủ này. Hình ảnh trước mình chia ảnh, đây là ảnh còn trẻ nha, anh ta còn trẻ. Và anh ta học cũng giỏi đó bạn, chứ không ưu tú đó. Và điểm cuối cùng, hình ảnh của anh ta để làm một người sát thủ là hiện tại khuôn mặt anh ta là như vậy. Rồi ba cái hình ảnh này thì bây giờ mình đi biết được cái phần nào mình chia sẻ về lai lịch của anh ta như thế nào. Cái lai lịch của anh ta là gì vậy? Rồi. Bây giờ mình chia sẻ mình đưa qua ra một ba tấm ảnh rồi đó, thì bây giờ tới cái vấn đề mình chia sẻ, mình biết tới đâu thì mình chia sẻ đến đó, mình để đưa ra cái ba cái hình ảnh là cái sát thủ ông đó là người đó đã theo cái hình ảnh thì là đưa lên đó, đó là anh ta đã sát thủ, là sát thủ ông Trump. Tên anh ta là Matthew. Anh học tại tiểu bang Pennsylvania, là tiểu bang ổng đang vận động. Mới nãy mình đưa hình ảnh rồi, cái ca thơ, cái bản đồ rồi bạn, cái ca thơ bản đồ. Đây, cái màu tím bự là cái tiểu bang đó đó. Pennsylvania. Thì anh học ở tiểu bang đó, anh không phải là anh ta là cũng không phải là học sinh kém, coi như là anh được, khi mà anh ta cũng có một cái giải thưởng, hiểu không? Giải thưởng mà anh ta học á, được 500 đô la. Anh ta nhận được một cái giải thưởng khoảng 500 đô la. Anh ta chuyên về học toán, toán anh ta rất giỏi nha, và kỹ thuật về toán anh ta rất là giỏi, học toán đó và kỹ thuật.
anh tốt nghiệp á, anh ta là một cái sinh viên tốt nghiệp à, mới nãy mình cũng đưa rồi, rồi khi anh đậu được cái bằng này, anh đậu được đội cái nón này á, ha, cuộc đời là anh đã tốt nghiệp tốt đấy, ha, thấy không? Không, anh là người ưu tú ấy. Anh là người ưu tú thiệt. Anh cũng làm từ thiện từ khi anh lên 17 tuổi à. Vào mùa tranh cử, nói chung vào mùa tranh cử thì anh cũng góp cho một cái đảng phái nào mình cũng không biết, là được 15 ơi vô, nhiều thì cũng không nhiều, nhưng mà theo cái khả năng của anh ta thì anh đã góp được 15 euro, 15 đô la à, 15 đô la à, anh ta cũng có một cái vấn đề đạo đức, nói sẵn là cái gì, nhưng trong vấn đề này giỏi thì có tài thiệt, nhưng mà anh cũng có một cái tí xíu đạo đức, nhưng trong cái đạo đức đó thì anh cũng gặp nhiều lần à, nhiều lần coi như gây bạo loạn nơi công cộng. Anh cũng thường gây ra nhiều rắc rối trong cái khu vực anh ta đang ở, hoặc là những cái khu vực công cộng. Đó là theo những gì mà hồ sơ cảnh sát nắm bắt được và chia sẻ, thì mình cũng chia sẻ đến quý vị những cái thông tin nó ít ỏi thôi à, nó cũng thông tin ít ỏi thôi. Còn về phía gia đình thì anh ta gia đình đang tìm hiểu thêm nguyên nhân và lý do để anh ta làm ra vụ việc này, nói chung là để điều tra ra thêm, ông già người ta sẽ tham khảo thêm. Nói chung là nguyên nhân gây án cho đến nay thì cũng chưa xác minh được, chưa rõ ràng được cái động cơ nào, cái động lực nào để mà anh ta làm cái điều này thì chưa rõ ràng, chúng ta phải chờ xem xét vào từng vài ngày nữa. Và trong đây có một điều mà cái nghiệp vụ mà đi bảo vệ ông Trump á, người ta công dân tại cái khu vực đó, đó đã nhìn thấy một người cầm súng và đã thông báo cho cảnh sát hay cái gì đó. Đó là một cái tin mà ngoài lề mà mình sẽ kể. Thì cái tin này á, cảnh sát coi như là để ngoài tai, không động lại gì đó, thì là từ cái chỗ đó nó xảy ra cái vụ sát hại ha, cái vụ sát hại nó xảy ra cái gì. Và một điều nữa mà mình cái tầm bắn này nè, chúng ta đi ngược cái chỗ này một cái tí xíu. Người ta đang nghi ngờ cái vụ này. Từ chỗ màu xanh, từ gỗ màu xanh nó cách đó khoảng 130 km. Từ cái điểm này tới đây 134 km.
134 mét. Thì ngay cái điểm này thì theo mình nghĩ, một người chuyên môn, một người mà sát thủ của nhà nước ấy, thì đã phát hiện ngay, hiểu không? Tại cái tầm nhìn của anh ta, chỗ cái điểm 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 đỏ này nè, điểm đỏ đó các bạn, là nó cao hơn cái tầm mà sát thủ Hạ Hồng Trâm, nó cao hơn. Mà tại sao cái người ta đặt câu hỏi tại sao anh này không hạ thủ trước mà để sát thủ hạ ông Trung xong thì mới anh ta mới triệt tiêu anh này? Đó là một cái điều mà đang nghi vấn trong cái chỗ này nha. Chúng ta phải có cái chuyện này, nó có giải quyết được hay không thì chúng ta cũng chưa giải quyết, mà chúng ta là một người dân, chúng ta đang nghi ngờ cái điểm này thôi. Còn điểm thứ hai nữa, thay vì bắn anh ta bị thương đi cũng được, nhưng mà bảo vệ công lực lại bắn anh ta chết ngay phức á. Đó là điều là coi như là mình nghĩ đây là có thể là bịt miệng luôn, nếu mà chúng ta đi sâu hơn một tí xíu, chúng ta đi bàn sâu thêm một tí xíu nữa đó. Cái vụ án này là không bao giờ lòi ra cả. Khi mà sát thủ đã mất rồi á, thì vụ án này tới đây là chấm dứt, không còn moi được ra manh mối gì nữa, không tìm ra manh mối. Vì nếu còn á thì còn được manh mối tiếp tục, nhưng mà đã là chết rồi không tìm ra manh mối, coi như bịt cửa ngõ, đường đi nước tới đây là chấm dứt. Còn người ta còn tìm thấy là trên xe của sát thủ đó đã có bom mình, là ý đồ sao? Theo mình dự đoán thì khi có hai trường hợp là anh ta phải làm. Một, nếu anh ta không thi hành cái vụ án này đã giao phó mà không thi hành thì số dù anh bỏ súng rồi đó, anh xuống anh lấy xe anh chạy, thì trên xe của anh cũng đã bị gài chất nổ và anh cũng bị thủ tiêu. Cho nên có hai con đường: một là anh sát hại ông Trâm chết thì sau đó anh cũng chết luôn, mình nghĩ đây là chắc này cố gắng bắn trượt thôi. Chứ nếu mà là một tay sát thủ thiện xạ là ông Trung coi như là xong. Tại sao ông ta đâu một người mới 20 tuổi, mới 20 tuổi đời đã dùng một cái cây súng sát thủ bắn trượt? Bắn trượt thì đây cũng là có nhiều cách lý giải, nói chung là có nhiều cách để lý giải trong cái cuộc này mà chúng ta không thể đoán được, hiểu không? Tại cái tiểu bang này nó có nhiều rắc rối lắm. Thắng thua hay không là tổng thống có thắng hay không là cái tiểu bang này, mà cái thua thời kỳ mà ông Trump thắng là cũng tiểu bang này.
Và tới khi ông tổng thống hiện tại bây giờ là cũng tiểu bang này. Và tới bây giờ tiểu bang này xảy ra chuyện cũng là tiểu bang này. Mấy bạn không nhớ đó. Và còn những tiểu bang đó nó còn 6 cái tiểu bang sao động, năm có năm cái, đây là tiểu bang chính địa của đảng Dân Chủ, hiểu không? Đó bây giờ người ta ngã về ông kia hết rồi, cho nên là có hai trường hợp à. Ngày mai mình sẽ chia sẻ tại sao nó xảy ra cái chuyện này, tại sao hôm nay mình chỉ đi sơ à, cái lịch sử trước. Mình sẽ dành nhiều thời gian sẽ chia sẻ cái vấn đề này trong trong những cái ngày sắp đến, tại nó nhiều lắm, mình phải chia ra mà mình đi đến lịch sử của mày, cu tu của nước Mỹ, rồi sau đó cái sát thủ, rồi sau đó đó là chúng ta bây giờ trở về ông Trump. À, thì cái phim mới nãy mình đưa ra đó, đó là một cái sự làm cả toàn cầu chấn động bạn. Và người ta nói, cái ổng nói rằng á, cái vụ ám sát này đáng lẽ là ổng phải chết. À, nhưng lại mang đến cho một cái người khác chết, coi như là chết thế mạng ổng, và còn hai người đã bị thương. Ừ, đã bị thương, nói chung là một người mất mạng và một người đã bị, thì riêng ông tổng thống ổng nghe cái tin này thì mới nãy mình cũng chia sẻ rồi đó, thì là cái đoạn đó ổng đang nghỉ mát tại quê nhà đó, ổng từ nghe cái tin này ổng bay về à, ổng bay về Washington, cái hình ảnh mà ổng đi từ máy bay xuống đó, đó là cái hình ảnh đó đó là ổng nghỉ 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 ngơi từ quê nhà đi về đến đó và nghe cái tin đó ông lên ông nói chuyện. Ừ. Thì à, đến đây thì mình cũng đã chia sẻ một phần lịch sử của nước Mỹ, nó xảy ra cái chuyện ngày thứ bảy vừa qua của ông Donald Trump. Ừ. Và hôm nay ông đã có mặt không vì vấn đề sợ hãi, mà hôm nay ông đã có mặt tại tiểu bang này Wisconsin, à, Wisconsin, cái màu xanh này các bạn, ông đã lên đây. À, từ tiểu bang màu tím này ông sẽ bay đến tiểu bang này Wisconsin à. Tới tiểu bang này để họp đảng Cộng Hòa và dứt khoát đưa ông ra để làm tổng thống, tranh cử với ông là làm tổng thống. Ừ, trong cái hội nghị đó nó như thế nào thì mình biết Wisconsin đó, thì cái tiểu bang này à, đó là Wisconsin. Đến đây thì mình cũng muốn chia sẻ một phần ngắn ngủi. Ừ. Nó còn nhiều chi tiết lắm mà mình không có thời gian để mà chia sẻ thêm, nó còn nhiều chi tiết trong cái vấn đề này à. Thì mình sẽ có thời gian thì mình sẽ chia sẻ dần dần những cái điểm nổi bật kỳ sao cho quý vị. Và quý vị bây giờ thời gian còn ngắn ngủi, bây giờ quý vị hãy
để lại những lời bình luận của quý vị suy nghĩ như thế nào thì để lại bình luận ở dưới. Thứ nhất. Thứ hai nữa, cùng chia sẻ những hình ảnh này và chia sẻ những thông tin này. Nếu có bạn bè, nếu có người thân giúp mình một tay, mỗi ngày ngồi tại đây nè, và luôn tiện mình cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem những cái đoạn clip vừa qua mình đã up đẹp. Và đừng quên theo dõi cái kênh của mình. Nếu trên Google các bạn cứ chấm A cộng Nguyễn YouTube hôm nay, A cộng Nguyễn YouTube hôm nay, ai phát đơn giản thì nó sẽ lên. Còn lên YouTube cũng coi cái đó, là nó cũng có ủng hộ mọi người đây, trăng cơ sở. Và cuối cùng mình cũng có một lời chúc quý vị một ngày đẹp, đầy năng lượng, vui vẻ với gia đình và người thân. Nếu cảm thấy cái clip hôm nay nó bổ ích cho bản thân một phần nào đó, ủng hộ like cho mình hoặc đăng ký kênh để ngày hôm sau, ngày 16 tháng 7 năm 24, mình sẽ chia sẻ những cái hình ảnh khác và những cái tin tức mới, không những nước Mỹ và cả châu Âu này. Xin cảm ơn và chào và hẹn lại ngày mai.